Hello 500 anh em, chúng ta đã đến với cả video cuối cùng của năm 2020 và video này là vào ngày 31 tháng 12 và lúc anh em đang chuẩn bị đón chờ năm mới. Và video này hơi đặc biệt, nó sẽ dành giải mâm xôi vàng, tức là những cái sản phẩm công nghệ đi vào lòng đất nhất của năm vừa qua. Mặc dù 2020 là một năm đầy biến động do cái dịch Covid-19 nên là rất nhiều sản phẩm công nghệ bị delay thời gian ra mắt. Nhưng mà không vì thế mà chúng ta mất đi những cái gọi là những pha đi vào lòng đất. Và đầu tiên, một pha đi vào lòng đất đó chính là với cả RTX 3000 của NVIDIA. Nhưng mà mình không bảo là hiệu năng của RTX 3000 kém nhé. Tại vì tất cả những sản phẩm RTX 3000 bao gồm 3060 Ti này, 3070, 3080 và 3090 đều có một hiệu năng vượt trội so với các thế hệ cũ. Và thực sự nếu mà các bạn mua được ấy thì các bạn đang sở hữu một trong những con cảm hình gọi là cực kỳ đáng mua thời điểm hiện tại. Nó vượt trội hẳn so với thế hệ cũ mà giá cũng chỉ ngang ngửa hơn một tí. Nhưng mà cái điểm gọi là đi vào lòng đất nhất của 3000 đó chính là cái việc ra mắt. Sau khi các reviewer bắt đầu họ tung ra những cái bản review này và hiệu năng của 3080 gọi là vượt trội chơi game 4K 60fps thoải mái, thì bùm một cái, trong vòng 1 phút toàn bộ website của NVIDIA hết hàng, không ai có thể mua được. Đấy là cái phê của cái thứ tiếp theo, đó chính là việc trên kệ hàng những thương hiệu như là Asus, Gigabyte, MSI họ cũng cực kỳ ít hàng với cả những chiếc 3080. Nếu các bạn biết thì cái lượng hàng 3080 về Việt Nam đầu tiên nó chỉ đếm chắc là đủ một bàn tay, mỗi hãng một bàn tay là, hai bàn tay là khoảng tầm dưới 10 cái, và liệu những ai có thể mua được. Và các bạn phải chờ rất lâu sau, và đến bây giờ thời điểm mình quay là sau khoảng tầm hơn 2 tháng, gần 3 tháng ra mắt thì 3080 vẫn đang trong tình trạng hết hàng. Chúng ta chỉ có những chiếc như 3070 vẫn còn hàng một số, hay là 3090 thì giá nó quá đắt, tới khoảng tầm hơn 40 triệu đồng và gần 50 triệu đồng cơ. Và giá hiệu năng của nó không hơn 3080 nhiều, và 3080 gần như là một con cạc cực kỳ mạnh, cực kỳ đáng mua, nhưng mà hàng vẫn chưa thấy. Và NVIDIA họ cũng nói là cái việc mà khan hiếm hàng hóa này thì có thể là phải đợi đến khoảng tầm giữa đầu năm 2021 thì chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề hàng hóa. Và mặc dù 3000 vẫn là một sản phẩm rất tốt nhưng mà hàng hóa không có thể mua, nên đấy là một pha đi vào lòng đất của NVIDIA. Tiếp theo đó chính là các CPU Intel Avenger. Đây mình sẽ lấy cho các bạn xem một cái vỏ của con 10900K. Các bạn sẽ chịu khó bỏ ra thêm 100.000 để các bạn nhận cái vỏ này, hay là các bạn tiết kiệm 100.000 các bạn nhận được cái vỏ này? Thì câu trả lời chắc chắn là các bạn sẽ một rẻ 100.000 cái vỏ con 10900 này, cực kỳ đẹp. Và Intel họ cho ra mắt đám CPU Avenger này cùng với cái game Avenger ra mắt, lấy các bạn thêm 100.000 và các bạn có một cái vỏ hộp in. Mình không nói hiệu năng nhé, mà chỉ là vỏ hộp thôi, các bạn nhìn nó có trẻ con không? Và nếu như các bạn chưa biết ý, thì Intel họ không lấy, họ dựa theo game Avenger, Marvel Avenger mới ra mắt ý, thì họ hoàn toàn họ không dựa trên bất cứ một hình ảnh nào trên comic hay là trên phim điện ảnh cả. Mà các bạn nhìn thấy, các bạn biết đây là ai không? Chính mình cũng không biết cho đến khi mình vào thử game nó mới là Miss Marvel, và không phải Captain Marvel nhưng là Miss Marvel, Miss Marvel đúng hơn. Đấy thì không ai biết đây là ai cả, và hình tạo hình cũng lạ hoàn toàn, và chúng ta chơi game ấy, chúng ta không biết được đây là ai có thân quen của chúng ta không. Tại vì việc tạo hình nhân vật của Marvel nó vẫn gắn liền với cả cái phim hay là truyện tranh, và đây khác hoàn toàn. Và ngoài ra chất lượng in của cái vỏ hộp này mình thấy nó cũng không hề nổi bật hơn so với những cái này. Không hiểu tại sao Intel bắt chúng ta bỏ thêm 100.000 để sở hữu cái vỏ hộp này, chỉ trừ khi con này hết hàng thì mới mua con này thôi nhá. Còn thực sự là pha in vỏ hộp này của Intel khá là đi vào lòng đất, tập 2. Và thứ 3 và thứ 4 chúng ta đến với cả hai game của năm 2020 vừa rồi. Hai game mình đánh giá là có những cái cú gọi là flop cực mạnh. Đầu tiên đó chính là Warcraft 3 Reforged. Bản thân mình là một fan của Blizzard và mình đã sở hữu gần như tất cả các tựa game, từ chắc là trừ Diablo 1 thôi, cả Diablo 2, mình mua CD Key, StarCraft 1, StarCraft 2, mình mua hết. Và mình chỉ trừ những game Activision mà Blizzard bán thôi, như Call of Duty thì mình không mua. Nhưng mà với Warcraft 3 Reforged, sau khi mình sở hữu game, mình chơi thử, mình thấy mình thực sự thất vọng đối với Blizzard khi mà họ lý ra họ giới thiệu về Warcraft 3 Reforged ấy, cái cinematic rất là đẹp, làm lại toàn bộ họ gửi như vậy, một cái đồ họa rất đẹp. Nhưng mà khi mình chơi ấy, thì tất cả chúng ta có, nhất là về phần gameplay nó mất đi những cái ngày trước của Warcraft 3 Frozen Throne. Và cái thứ hai đó chính là cái cinematic, thay vì việc Blizzard họ làm lại hoàn toàn, họ cho chúng ta một cái bản HD của những cái file cinematic ngày trước. Nếu các bạn nhớ thì cảnh Atat đánh nhau với cả Zidane nhìn nó vẫn lởm như ngày nào, không có gì biến chuyển cả, chỉ là phiên bản HD thôi. Và đấy là một cú. Ngoài ra thì các bạn biết thì Warcraft 3 cũng là một cái nền tảng rất tốt cho những cái bạn làm custom map ấy, mà nhưng mà bây giờ Blizzard họ phòng một cái điều khoản, đó chính là
bản quyền toàn bộ custom map làm về thuộc về Blizzard. Tức là những mà custom map như là Dota ngày trước được làm nền tảng trên của Warcraft ấy thì Iceforge và Huso họ nắm. Nhưng mà bây giờ thì tất cả các map bạn làm hay đến mấy, bản quyền thuộc về Blizzard và bạn chả có xu nào cả. Và vì vậy game thủ họ có những quay đầu hoàn toàn và Blizzard họ cũng phải nhún nhường và chịu refund toàn bộ các game thủ nào muốn, kể cả thời gian chơi gọi là quá thời gian refund vẫn được phép hoàn tiền bình thường. Và Warcraft Battle Fox xứng đáng là một trong những tựa game gọi là đi về lòng đất nhất của năm 2020 vừa rồi. Và tiếp theo đó chính là Cyberpunk 2077. Mặc dù gameplay Cyberpunk rất là hay, mình test khá là nhiều và thực sự nó là một cái tựa game ổn của CD Projekt Red. Nhưng mà cái vấn đề của Cyberpunk không phải là vì cái gameplay. Tại vì với những nhà phát triển như CD Projekt họ có kinh nghiệm rất là lâu trong cái việc làm những tựa game siêu phẩm như là Witcher, và bản thân Cyberpunk cũng mất là 8 năm để phát triển. Nhưng mà 8 năm đó họ không thể nào tối ưu được về phần cứng cấu hình dành cho cái game này. Nếu mà các bạn sở hữu những cái bộ máy mạnh khỏe như là kiểu 3080, 3070 của những con i7 hoặc i9 hay Ryzen 7, Ryzen 9 ấy thì bạn chơi cũng khá là thoải mái. Nhưng mà vấn đề nằm ở trên console, khi mà PS4 này, Xbox họ đều gặp vấn đề về hiệu năng gọi là tụt thậm tệ, render không kịp và dẫn đến một mức là phải hoàn toàn hoàn tiền trên console. Rất nhiều những bạn phải hoàn tiền trên console. Và kể cả Sony họ đã gỡ hẳn Cyberpunk 2077 xuống khỏi cái PlayStation Store của họ rồi. Nhưng mà đấy là với những bạn mua cái bản digital tức khoảng tầm 70 đô, khoảng tầm là 1,5 triệu, 1,6 triệu đấy. Nhưng với những bạn mà mua cái bản đĩa hay sao, chúng ta chả biết hoàn tiền kiểu gì cả. Và mặc dù thì CD Projekt Red vẫn gọi là họ vẫn ra các bản vá liên tục, nhưng mà về cái phần hiệu năng dành cho console, mình nghĩ là Cyberpunk vẫn là một pha đi vào lòng đất. Ngoại trừ trên PC, thì các bạn nào các bạn máy khỏe, các bạn chơi mượt mà ấy, thì rất thoải mái. Trên console thì mình nghĩ chúng ta nên sắm một cái máy next gen như là Xbox Series X hay là PS5 để nhận được những cái hiệu năng thật sự toàn vẹn của Cyberpunk 2077, chứ không nên chơi trên những thế hệ PS4 hay là Xbox hiện giờ. Và cuối cùng, giải mâm xôi vàng năm 2020, một giải nữa dành cho iPhone 12 và việc không kèm cái sạc ở trong cái vỏ hộp của họ. Và iPhone 12 thì họ nói nhỉ, chúng tôi không kèm sạc tại vì chúng tôi muốn bảo vệ môi trường. Chúng tôi giảm một nửa cái cỡ hộp, tức là ngày trước hộp iPhone 12 nó dày, iPhone sẽ dày như này chẳng hạn, nhưng bỏ sạc đi, hộp chỉ để một nửa thôi. Và trên danh nghĩa là bảo vệ môi trường thì Apple cũng giảm một nửa cái cỡ hộp, và từ đó trên cùng một container họ ship được gấp đôi số lượng của iPhone, và từ đấy chi phí vận chuyển họ giảm đi rất nhiều. Đấy là mình nghĩ đấy mới là cái bài toán thực sự khi mà iPhone họ bỏ hẳn cái cục sạc. Tại vì bảo tiết kiệm môi trường, ok đóng hộp nhỏ hơn thì bây giờ hộp sạc bán ngoài thì ai đóng, vẫn tốn từng đấy giấy thôi mà. Nhưng mà cái việc làm của iPhone bỏ cái sạc cũng như là ngày trước khi mà iPhone họ bỏ sách tay ngay 3.5, họ làm cái tai thỏ, họ làm cái kiểu camera lồi đếp các thứ từ bo tròn. Rất nhiều hãng họ cũng lên những bài chế giễu, như cả Samsung cũng các bạn có những cái quảng cáo gọi là chỉ trích hẳn vào Apple khi mà cho một ông cắt cái tai thỏ ở đầu. Nhưng mà từ sau tất cả các Android họ vẫn làm theo. Bây giờ trên những flagship chúng ta vẫn không cổng tai nghe 3.5, tại vì để làm máy mỏng hơn. Apple là một đơn vị tiên phong trong những cái việc đấy rất là nhiều. Và mình không biết là sau khoảng thời gian này, trong năm 2021 đến 2022 và về sau, liệu các flagship của các hãng họ có đi theo Apple để bỏ cục sạc hay không. Và nếu bỏ cục sạc thì thực sự là anh em lại hơi tốn tiền mua sạc. Mà mới đây thì Xiaomi đã có một pha trôn Apple khá là mạnh khi mà họ ra một con flagship mới và họ đưa ra giá bản không sạc. Khách hàng có thể tự lựa chọn bản không sạc hoặc có sạc nhưng giá bằng nhau. Đấy là pha trôn đầu tiên đến từ Xiaomi, nhưng mà không biết đến sau này các thương hiệu khác họ có bỏ sạc hẳn hay không thì chúng ta cũng chưa biết được. Và bây giờ để kết thúc video này thì mình xin chúc các bạn một năm mới 2021 gọi là mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, vui vẻ. Và tuần sau chúng ta sẽ đến với những cái gọi là giải Oscar dành cho các những cái sản phẩm công nghệ tốt nhất trong năm 2020 vừa rồi và những gì chúng mình đón chờ cho năm 2021. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Xem pháo hoa đi anh em.